Xin chào mọi người. Hiện tại là đang bị tắc đường, không đi được. Đây này, xe máy đây này. Đây là con gì kêu đấy? Con chim mình đang kêu rất là to. Bây giờ phải dắt cái xe máy đi qua chỗ này, lên cái núi kia. Đấy, đường đang làm đây này. Đấy, đang sửa đường, anh em đang sửa đường đấy, chuẩn bị đi qua chỗ này đây. Khách xe đi qua thôi. Ok. Kìa có người đấy. Nắng to chưa? Rồi từ từ cháu quay phim á. Đây, 4 5 người luôn.